19 ạ. Nó ra rồi, phải giữ bên kia. Bấm lên thì nó ra, bấm xuống thì nó vào anh. Cài điện thì nó khỏe và nó bền. Máy siết mở ốc Oshima, kích thước nhỏ gọn, giúp bạn dễ dàng thực hiện công việc ở trên cao hoặc các vị trí nhỏ, hẹp, cũng như các sản phẩm khác. Oshima trang bị phần vỏ cao su ở tay cầm giúp bạn cảm thấy êm tay, thoải mái hơn khi thao tác. Công tắc hai chiều thuận tiện cho việc mở và siết vít. Nhấn nửa trên công tắc để quay chiều ngược và nửa dưới công tắc để quay chiều thuận. Lực siết tối đa của máy lên đến 550N giúp những chiếc bu lông đính được nhanh chóng cố định vào vị trí một cách chắc chắn, chuẩn xác nhất. Đồng thời máy có công suất khá cao 950W cung cấp khả năng hoạt động mạnh mẽ, tối ưu nhất trong việc vặn, siết, cố định những con ốc được nhanh chóng và hiệu quả. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.